thiên thần áo dài trắng, nữ sinh nổi tiếng nhất xài thành ngũ khỏa thân và hằng ngày mặc bikini trồng cây chuối, điêu luyện trên bãi biển, siêng năng tập yoga. Nổi tiếng với thân hình gợi cảm từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, Võ Ngọc Trân tiết lộ phải chăm tập luyện mới có được. Thiên thần áo dài trắng, Võ Ngọc Trân. Võ Ngọc Trân được biết tới là nữ sinh Sài Gòn có sắc vóc nổi trội khi còn là học sinh phổ thông. Hình ảnh cô mặc áo dài trắng khoe đường cong hình thể gợi cảm nhận được vô vàn lời khen ngợi. Chính từ đây, cô có biệt danh thiên thần áo dài trắng. Vì có vẻ ngoài ấn tượng nên ngoài những lời khen thì Võ Ngọc Trân cũng nhận lại nhiều lời bàn tán, bình luận vô căn cứ. Nhiều người cho rằng cô đã can thiệp thẩm mỹ để có gương mặt xinh đẹp, thân hình quyến rũ. Tuy nhiên, nàng hát gương sinh năm 2001 khẳng định có gương mặt đẹp tự nhiên và thân hình khỏe khoắn là do chăm chỉ tập luyện. Yoga là môn thể thao được Võ Ngọc Trân lựa chọn để duy trì hình thể. Những khoảnh khắc tập luyện được cô nhiều lần chia sẻ trên trang cá nhân. Trong đó, những động tác yoga khó thiên về việc giữ thăng bằng được cô yêu thích hơn như tư thế trồng chuối, tư thế cầu vòng. Lợi ích từ tư thế trồng cây chuối mang tới cho người tập như tăng cường oxy lên não, cải thiện vòng tuần hoàn, điều hòa giấc ngủ, đốt calo, chống lão hóa, có thái độ sống tích cực hơn. Yoga giúp chúng ta tập trung cả ở phần cơ thể và tâm trí, kết hợp giữa ba yếu tố, sức khỏe, độ dẻo dai và sự cân bằng. So với nhiều bộ môn khác, yoga không giới hạn về độ tuổi tập luyện. Để đạt được mục đích duy trì vóc dáng cân đối, bạn cần tập luyện kết hợp nhiều động tác yoga khác nhau. Một giờ tập yoga, bạn có thể đốt cháy từ 200 tới 600 calo. Trong đó, yoga nóng là phương pháp đốt calo nhiều nhất, giúp cơ thể bài tiết mồ hôi, thải độc và giảm cân an toàn. Võ Ngọc Trân thực hiện động tác trồng cây chuối trên bãi biển, khoe hình thể ấn tượng. Cô thực hiện được nhiều động tác yoga. Trong yoga, việc hít thở bằng bụng rất quan trọng và hữu ích. Vì thế, nếu bạn tập lâu năm năm sẽ có được vòng eo thon gọn. Với Võ Ngọc Trân có thể thấy rõ điểm cơ thể hấp dẫn là vòng eo con kiến. Cô kết hợp massage vòng 1 và tập luyện cho vòng 3 để có được thân hình chuẩn đẹp đồng hồ cát. Ngũ lõa thân giảm cân. Ngoài tập luyện đúng cách, Võ Ngọc Trân còn tiết lộ việc ngũ khỏa thân giúp cơ thể đẹp hơn. Bởi, theo nghiên cứu khi ngũ lõa thân giúp cơ thể giảm nhiệt độ, điều này dẫn tới việc tăng cường trao đổi chất và giảm sự phát triển của bệnh tiểu đường. Do đó, bạn sẽ giảm cân hiệu quả hơn nếu kết hợp ngũ khỏa thân cùng thói quen ăn uống lành mạnh và tập thể dục thường xuyên. Trái lại, khi mặc quần áo đi ngủ, nhiệt độ cơ thể tăng cũng khiến mức cortisol tăng theo. Điều này dẫn đến hiện tượng tăng cân, lo lắng và cảm giác thèm ăn. Cortisol được tiết ra bởi tuyến thượng thận, kết hợp với các cơ quan khác ở não bộ nhằm kiểm soát tâm trạng, động lực sống và nỗi sợ hãi của con người. Sở hữu hình thể ấn tượng, Võ Ngọc Trân thường xuyên khoe dáng đẹp trên mạng xã hội.